Rồi, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Nóng Với Tiên. Hôm nay mình sẽ quay cảnh lên bờ của máy xế nha mấy bạn ơi. Ồ, quá dữ rồi. Máy xế lên bờ nè mấy bạn ơi. Đó. Hay quá mấy bạn ơi. Rồi. Rồi, xuống dốc mấy bạn ơi. Mặt của mấy bạn là ba chiếc máy cày nó đang chạy chung đó mấy bạn. Rồi giờ nó băng mẫu rồi. Rồi giờ để mình lội ra tèn tèn nè để quay cho nó được gần hơn nha. Ui. Nước không à mấy bạn ơi. Mình lội hơi chậm nha, mấy bạn thông cảm. Ồ. Ba chiếc chạy quá trời sôi động rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, chiếc đó kìa nó nghiêng hết trơn rồi mấy bạn. Được. Ây da, mình bị lúng rồi. Quá nhanh mấy bạn, máy cày chạy rồi à. Quá rồi, sắp gặp rồi. Wow, đã quá mấy bạn ơi. Nó để mình quay cho các bạn xem nha. Nó chạy nhanh quá mình lội đeo cũng mệt không các bạn. Tới hơi xa mình mấy bạn ơi, các bạn thông cảm nha. Cái trời nó quẹo vô đây đi gần gần mình để dễ quay, biết nó quẹo bên kia khó quay lắm.
quay qua kia. Ba chiếc giờ nó tách mẻ nó chạy ra kia trơn mấy bạn ơi, giờ có thể nào quay được dính chùm nữa. Chiếc này thì nó bé bờ sát mẫu nè, rồi chiếc kia thì nó đang tăng tốc để chạy lên nè mấy bạn. Chiếc kia thì quá trời à, lên ra hết cỡ luôn mấy bạn ơi. Rồi ở đây thì máy cày lùi dịch luôn. Wow, chạy luôn kìa. Ôi ôi, cũng như anh tài xế. Quá dữ luôn nè. Quá kinh rồi mấy bạn ơi. Quá mấy bạn thấy chưa? Quay em phía sau cho mấy bạn.